Xin chào tất cả bà con. Đây, trên màn hình bà con hiện tại đang thấy thì đây chính là cây đàn hương, một cái loại cây mà chúng ta sẽ khai thác hầu như là toàn thân, nguyên cái cây, lá, cành, nhánh, ngọn, rễ gì đó thì chúng ta đều lấy sạch nha bà con. Thì mình sẽ giới thiệu cho bà con, đây chính là cây đàn hương. Đó. Nè, đàn hương nè, lá của nó nè và thân của nó nè. Đấy. Thì lý do tại sao nó đắt đỏ bà con, thì cái giá trị của cái cây mang lại, với lại là hiện tại là cái nguồn cung á, nguồn cung cấp ra nó không có đủ nhu cầu hiện tại của rất là nhiều bà con đó. Nó liên quan đến sức khỏe nữa bà con. Thì mình sẽ quay cận lá cho bà con xem nè. Đây thì đây là cái lá của cây đàn hương nè, thấy không? Cái lá và chúng ta có thể khai thác lá nè và khai thác cái đọt. Đó, cái đọt của cây đàn hương thì chúng ta làm gì? Đây là cái đọt nè, bà con thấy không? Thì bà con sẽ có những cái sản phẩm, thấy được những cái sản phẩm ví dụ như là trà búp đàn hương, thì người ta sẽ lấy cái đọt này để sản xuất ra cái trà búp đàn hương. Thì bà con có thể là lên mạng để xem, và bên mình cũng sẽ có cung cấp cho bà con là không những cây giống không đâu mà sẽ có trà búp đàn hương nữa. Thì rất là nhiều bác sĩ với lại là bà con hay đến cơ sở của mình để tham quan, với lại là đặt mua những cái cây giống này và mua được trà đàn hương. Nhiều nhất là bác sĩ hay mua trà đàn hương về để phục vụ cho việc sức khỏe của mình, với lại là sức khỏe của mọi người đấy, rất là ok luôn bà con. Đây, cây đàn hương hiện tại bên mình nè, cao thì mình nhắm khoảng tầm mười mấy mét nha, cao khoảng mười mấy mét đó bà con. Đấy, đây này, mười mấy mét á. Thì mình cảm thấy là cái lá của nó lúc nào nó cũng tươi hết trơn bà con ơi. Lúc nào nó cũng tươi và nó tốt lắm. Rất là ít, không có sâu hại nhiều lắm. Không có sâu hại nhiều đâu nha. Đấy. Nhìn nó đẹp lắm. Và những cái lá non á, mình thấy nhìn thích lắm bà con. Bà con trồng không phải để kiểu như là để bán giá trị đâu. Nhưng mà mình kè trồng ở cây đàn hương á, mọi người nhìn vô thôi là mọi người sẽ thấy thích liền. Đó. Mình không biết như thế nào, nhưng mà trồng cây đàn hương cảm giác như là hả, mình trồng cái gì đó mà mình nhìn vô mình thấy khoái lắm. Cái lá đó, nhất là cái lá này nhìn nó mướt rượt à, nó không giống như những cái cây khác, ví dụ như nó có những cái lá sâu đúng không. Còn khi mình nhìn cái lá đàn hương này nó mướt lắm, nó mướt như cái gì mình cũng không biết, nhưng mà mình thấy ok lắm. Cái cây này á, năm nay nó đã ra hạt nha, cái hộp nó béo lắm như đậu phộng vậy đó. Cái cây nó giá trị bởi vì cái cây này là gọi là cây đàn hương trắng Ấn Độ, có nghĩa là mình sẽ nhập khẩu từ Ấn Độ về và nhập khẩu hạt nha. Hạt á thì chúng ta cái tỷ lệ nó khoảng 50-50, có nghĩa là bà con sẽ mua một ký hạt về thì nó khoảng mười mấy triệu một ký đấy. Thì một ký hạt đó mình nói giá đúng nha, giá chuẩn nha, còn bà con mua rẻ hơn thì mình không đảm bảo như thế nào. Nhưng bà con khi mà ương ra thì cái tỷ lệ đạt nó khoảng 50% thôi. Ngâm nè, rồi xử lý đồ, những cái công đoạn rất là công phu để chúng ta cho một cây giống đàn hương như thế này nó không có dễ đâu nha bà con. Bây giờ mình sẽ quay cái gốc cho bà con xem. Đây, cái gốc của nó cho bà con xem này. Đây, cái gốc hiện tại thì mình nhắm nó hoành khoảng tầm 45 nha. Mình nhìn mình hay lắm. Tại bữa mình mới đo cái cây xưa mình á, nó cũng nhỏ nhỏ hơn cỡ này, thì nó hoành khoảng 40, thì cái này khoảng 45. Đấy. Xung quanh đó nè, xung quanh cho bà con xem nè. Cái gốc nó cũng có một cái cành lên đó nè. Nhìn cái lá đẹp chưa? Bữa là tỉa bớt cho bà con, bị tỉa bớt cành á, nên là mình mới hưởng thức được cái trái đàn hương của nó. Bà con có thể là xem là cái clip là ăn cái trái đàn hương của mình á, mình ăn béo lắm, nó xanh xanh, lúc đó là trái nó xanh, có một số trái nó nâu nâu nữa, là nó sắp chín rồi, sắp ương được rồi đó. Thì mình tỉa bớt, bây giờ thì cây nè, bà con thấy không, khi mà mình tỉa dưới á, bắt đầu ở trên nó phát triển ra. Đấy, ở trên nó phát triển ra đó, ở trên là thấy không, nó ra cành, cái cây này ra cành ra nhánh không sai bà con, tại vì mình quý cái lá, quý lá, quý cành, quý thân của nó mà, nên là nó ra cành thì lá rất là nhiều. Có những bà con cô chú nhiều ở miền ngoài, bà con có thể thấy miền Trung, miền Bắc, mọi người hay trồng những cái vườn đàn hương như thế này thì phát triển kinh tế khá là cao luôn. Mình thấy là những cái cây đó, họ cây cách cây khoảng tầm 5 mét, bay ra cam lên hả, nguyên một vườn nó đều rang luôn. Cây nó phát triển thế này nè bà con, nó bầu ra như là cái cây
mình hình dung dễ như là cái hông Noel á, nó giống như vậy á. Khi mình bay lên á, mình sẽ thấy được cái hình dạng đó là hai cái cây hông Noel, thì nó ra lá rất là nhiều đó. Và cái lá đó khi mà người ta khai thác á bà con, người ta sẽ thấy cái búp á, cái búp đàn hương á, thì chúng ta làm trà búp đàn hương, thì cái hương đó thì mình cảm thấy là nó dịu, nó dễ uống đó, bà con hãy thưởng thức đấy. Tí ông hay bứt mấy cái lá này nè, sau đó ông phơi khô, xong kia ông làm trà búp đàn hương đó, trà đàn hương, trà lá đàn hương thôi, ông chơi nguyên cái lá già luôn. Người ta làm trà búp đúng không, ông lấy ông làm lá nguyên cái lá già luôn, ông phơi khô uống cũng được bà con. Cái mùi nó chân thật hơn đấy, là mình uống từ cái lá tươi luôn, mà cái lá tươi phơi khô có mấy ngày, 1-2 ngày là mình uống luôn ra cái mùi vị của lá cây luôn đó. Ông chơi vậy đó mà cũng tốt sức khỏe, cái gì thiên nhiên thì nó đều tốt mà. Bà con thường trồng trọt rừng trồng chanh đúng không, cỏ chanh hay là cỏ mần trầu hay là những cây cỏ mà mình để mình uống trà, thì mình trồng thêm cây đàn hương thì mình để mình uống cũng được đó, rất là tốt với sức khỏe. Rất là nhiều nữa không, lá mà con cứ lấy cái búp á, mà con phơi khô ra chúng ta làm trà chúng ta uống cũng được nè. Có cái búp này, quay cận cái búp cho bà con xem nè, thấy không, cái búp là bà con sẽ thấy được nó non 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 thấy không. Đó, non non nè, nè dưới này cũng có một cái búp này nè đấy, đẹp chưa. Rồi ví dụ như bà con mua cây giống thì mình sẽ chuyển cho bà con là từ 10 cây trở lên nha. Cái cây đàn hương á thì bà con chỉ việc là mở cái bầu ra thôi, rồi trồng xuống thôi, rồi tưới nước là ok. Bà con ở mấy cái tỉnh như miền Bắc hay là miền Trung á, thì mình vận chuyển cây tới khoảng 2-3 ngày tới, thì bà con cứ việc là tưới nước lại thì nó sẽ tỉnh nha bà con. Tưới nước lại là tỉnh nè. Thì kế cái cây đàn hương này mình có trồng thêm cây giáng hương nè, thấy không? Ngay chỗ này là cái đất này mình thấy phát triển nó ok lắm. Cây giáng hương này nó bự lắm bà con ơi. Ở đây mình để nó tẻ cái hai cành nè. Thôi cái này nhạy cảm quá bà con. Cái vòi gì nè, đấy. Nè, cây giáng hương này mình cảm thấy khi mà trồng cây giáng hương á, cái rễ ra rất là nhiều, nó tỏ ra rất là nhiều luôn. Mình còn mấy cây xưa á, mình cảm thấy là nó không có nhiều. Rễ không có nhiều, nó kiểu như nó cắm sâu xuống á. Còn cây giáng hương thì nó sẽ bò bò ở trên, kiểu vậy. Còn cây đàn hương thì không nha, cây đàn hương thì bà con trồng nè, đây nhìn kỹ nha, nhìn kỹ nè, đảm bảo bà con luôn, rễ nó sẽ nằm ở dưới, nằm ở dưới, nó bám ở dưới nha, đấy đã chưa. Nhìn cây đàn hương này bự chưa, vừa mình trồng khoảng mười mấy cây á bà con, mười mấy cây á. Còn cây giống thì bên mình rất là nhiều, cung cấp số lượng cho bà con đó. Năm rồi thì cũng năm rồi tháng mấy tháng trước thì cũng cung cấp cho bà con cây đàn hương cũng nhiều lắm, và con trồng cũng khá là ok đấy. Với lại là chứ Sóc Trăng mình á, mấy cái cây khoảng tầm 7, như lúc trước mình trồng khoảng 70 cây đàn hương, và nó phát triển khoảng tầm 50 cây, năm mấy cây bà con. Và cây nào cây khoảng trong đó khoảng tầm 40 cây nó phát triển mạnh, còn 10 cây thì nó phát triển cỡ mức trung bình nha. Đó thì cái xác suất như vậy để nói cho bà con thì bà con biết, bà con không kê nếu chúng ta trồng nha. Đấy. Ok chưa? Rồi thì mình kết thúc clip nha, nếu bà con nào có thắc mắc thì có thể liên hệ bên mình sẽ cung cấp cây đàn hương, cây dây sưa đỏ, cây giáng hương, cây cẩm lai và những loại cây giống gỗ quý. Bà con cứ liên hệ thoải mái đi, bên mình thì cứ tư vấn cho bà con là gửi hình ảnh cho bà con để bà con có thể là tham khảo, bà con cần hình gì đó, cần những cái sản phẩm gì từ những cái cây gỗ quý này thì mình cũng sẽ gửi cho bà con để bà con có thể xem. Đàn hương nè, cẩm lai, giáng hương, gõ đỏ, trắc đỏ. Rồi cây lộc vừng vẫn có luôn nha. Đấy. Đất lành thì chim đậu nè bà con. Đó, chim mới 3.000 ha. Rồi ok. Và với lại đó, bên mình thì giá đàn hương là mình tự sản xuất tại nhà. Bà con biết không? Cái giá hiện tại bên mình đàn hương thì giá rất là mềm. So với cái thị trường thì bên mình sẽ cảm thấy là mình giảm được cái giá trị tiền mua là khoảng phân nửa, có nghĩa là mình tự sản xuất tại nhà luôn, nên là cái chi phí bà con để mua một cây đàn hương giống thì nó phân nửa so với những chỗ khác bán và hỗ trợ bà con vận chuyển luôn. Thì hạt cây giống đó, bà con biết là nó tới mười mấy triệu một ký lận, mà một ký nó đâu có nhiều hạt đâu, nên là nó rất là cực. Bà con mua hạt gì thì lúc đầu bà con không có kinh nghiệm á, bà con không có cách biết để chúng ta cách cho ương á, là hư hết. Bên mình thì cũng đã làm rất là nhiều và mới rút ra được kinh nghiệm để mình trồng và bán giá hợp lý cho bà con nha. Có nghĩa là rất là nhiều lần thất bại, rất là nhiều lần mất tiền để đổi lấy được
sau này là những cây giống mà chất lượng và bán ra cho bà con là giá cả hợp lý phải chăng để bà con việc bà con trồng thử nghiệm hoặc là trồng với quy mô lớn để phát triển kinh tế, hoặc là trồng để ngắm giống như nãy mình nói vậy, ngắm mà là mình thấy nó vui đúng không? Đấy. Rồi cảm ơn con rất là nhiều, chúc bà con thật nhiều sức khỏe nha, hẹn gặp lại bà con vào các clip sau. Chào tạm biệt bà con.